Alo, dạ em xin mến chào đại gia đình thân thương của em nha. Chào mừng mọi người đã đến với kênh của Ngọc nha. Và Ngọc mến chúc mọi người một ngày thật là thoải mái và thú vị khi nghe một clip kể chuyện của Ngọc nha. Thì bữa hôm nay em có một cái câu chuyện cũng khá là vui. Anh ơi, khoe anh to thế, lần đầu làm chuyện ấy đầy kịch tính rằng sao? Cái kết như thế nào thì mời mọi người cùng lắng nghe cái câu chuyện này nha. Trời đất ơi, em nói thiệt với mọi người là cái thời em còn con gái cũng dữ dội dữ lắm. Em á là kêu bằng là em không có chịu quen ai hết trơn trọi á. Bạn bè ở trong trường bao nhiêu cái anh chàng ta nói rất là cũng như thấy mình cũng ốm ốm, nhỏ nhỏ, cao cao, dáng người mỏng 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 manh vậy đó. Thì có nhiều anh chàng cũng thấy dễ thương, cũng muốn làm quen nhưng mà em không có chịu quen ai hết trơn trọi. Cái mộng ước của em là mấy cái gu thời trang của em, cái gu mà bạn trai của em là em muốn yêu một cái anh chàng mà tính tình vui vẻ mà cao to phải lực lưỡng giống như là cơ bắp cuồn cuộn sáu múi rồi đó. Hồi xưa không biết sao mà cái sở thích của em nó mặn mòi dữ vậy trời. Thì cho đến một ngày thì ta nói em không có một mảnh tình giác dai là mọi người tên không nhìn em vậy, ta nói cái miệng nói leo lẻo chứ thật ra là rất là khờ và rất là ngây thơ. Cái thời con gái của em ấy, tao nói dữ dội dữ lắm, nhìn như chứ im im gần gần chứ tao nói có những cái sở thích muốn khoái đản lắm. Rồi bắt đầu là em mới nghe bạn em nói là bây giờ á là mày lên mạng á, mày tìm ở trên mạng là có rất là nhiều anh chàng tao nói rất là đẹp trai, người ta không có vợ, người ta không có người yêu, người ta lên ta kiếm bạn gái đó, mày lên đó mày tha hồ mày lựa. Chứ bây giờ ở trong trường em toàn là mấy anh chàng thanh niên tao nói nhỏ chút xíu mà chứ không có cái gu mà mặn giống như em mày cao to lực lưỡng vậy. Thế là em mới lên mạng em tìm thì em mới vô vietnamsingle.com. cái thời đó là tao nói cái thời đó là cái thời yahoo.com đó. Thì em mới vô em bấm cái trang đó rồi em mới lập cái nick của em. Cái nick của em mọi người biết tên gì không? Bé Châu Tây đó. Mọi người thấy em cái nick dễ thương vô cùng luôn, tại hồi đó em khoái ăn dâu lắm, em đặt là bé dâu tây nó dễ thương quá đi. Thì bắt đầu em chụp tấm hình, em mặc áo dây này nè đó, nó cũng hai trái bữa tầm năm roi ra đó. Thì bắt đầu có một anh chàng này là ảnh ở sống ở nước ngoài lâu năm, thì bắt đầu Ngọc mới thấy cái tấm hình avatar của anh này cười cái nụ cười duyên dáng quá, đầu thấy là hai đứa mới đầu là kết bạn nhau đó. Nói chuyện thì em mới quay cái của em cho anh coi. Anh ơi chào anh, em bao nhiêu đây tuổi nè, em cao mét mấy nè, trời ơi em đây nè, em quay hết cái của em cho anh coi, quay cái phần phòng của em cho anh coi. Còn ảnh cũng vậy, ảnh cũng nằm ảnh cũng nói chào em, anh cũng quay của anh cho em coi. Rồi hai đứa quay qua quay lại một thời gian dài, sau đó tao nói 6 tháng sau, trời quen nhau 6 tháng nha, anh ta quyết định về Việt Nam gặp mình thử xem coi người thật việc thật của nó làm sao, có giống như trong cái webcam hay không. Thì bắt đầu là ảnh cũng bay được cái đoạn đường 10.000 km để anh về Việt Nam để gặp một cái cô gái ngây thơ trong sáng như mình. Ta nói ngày đầu gặp nhau ngay cái chỗ mà gọi là cái gì ta, sân bay Tân Sơn Nhất á, thì bắt đầu là mình chờ ảnh cho đến từ 1 giờ sáng, mà mình 1 giờ sáng thì nó hơi quá, 1 giờ trưa. Ảnh nói là chuyến bay của anh đáp lúc 1 giờ trưa. Ta nói 1 giờ trưa mình ra nhịn ăn nhịn đói, ta nói không đi tè không đi ị gì hết trơn, rồi đứng chờ người yêu mà. Tao nói chờ dữ dằn lắm, chờ cho đến 7 giờ tối luôn. Trời đất ơi muốn xỉu luôn, không ăn mà cứ đứng hoài chờ hoài mà không thấy ảnh ra. Chuyến bay không bị trễ hay sao nữa, mình muốn đi về luôn, thí điều muốn đi về luôn vậy đó. Thì bắt đầu là bất ngờ mình đứng mà có một anh chàng đi ra, da hơi ngăm ngăm đen đen ha. Trời ơi đúng như trong webcam luôn, webcam thì nhìn ổng già chát à. Tự nhiên ra ngoài sao nhìn ổng đẹp trai lồng lộn vậy. Thì bắt đầu là cái tánh tình mê trai của mình nó trỗi dậy. Trời ơi. Bắt đầu là thích những người đàn ông mà cao to lực lưỡng mà đúng gu luôn. Rồi xong. Rồi ảnh mới nói chào em. Dạ chào anh. Cái Ngọc tiên cái đâu ra. Trời ơi con gái mà tôi nói sổ sàng dễ sợ luôn. Dạ anh ơi sao anh nhìn anh đẹp trai hơn ở trong webcam vậy. Rồi được coi đây là cái mối tình thiệt sự của Ngọc. Là Ngọc đang kể sự thật nha 100% luôn. Ngọc với lại cái anh chàng nước ngoài đó. Nó tính lại là anh chàng Việt Kiều đó. Thì bắt đầu là cái đầu hai đứa mới gặp nhau nói chuyện qua loa thì ảnh mới mời Ngọc đi ăn. Thì ngay cái ngày đầu tiên xong ăn xong thì bắt đầu hai đứa mới đi ra ngoài chỗ khách sạn New World đó. Nói khách sạn New World thì nó hơi sang chảnh chứ thật ra là tiền đâu vô khách sạn. Dạ hai đứa em ngồi trước cái khách sạn New World, nó có một cái công viên. Cái công viên đó em cũng không biết công viên tên gì nữa, thì nó có một cái ghế đá. Thì lúc đó là cái trời lúc đó tối thui thùi lùi à. Tại anh đáp sân bay lúc 7 giờ tối thì lúc mà ăn xong rồi thì bắt đầu là tối thui rồi. Người ta chở anh về khách sạn cất vali xong hai đứa mới đi ăn, thì bắt đầu là ăn xong rồi đang ngồi cái ghế đá đó.
Thì bắt đầu ảnh mới ngồi vậy nè. Thì lúc đó mình nhớ là tao nói nhìn xung quanh khung cảnh tao nói vắng lặng lắm, không có ai á, toàn là mấy cái người mà chạy xe Honda rằng thôi, chứ còn ở chỗ này thì nó cũng vắng người, chỗ công viên tới thui à. Thì bắt đầu ảnh mới ngồi, thì ảnh mới ngồi thế là ảnh mới đông đưa cái tay vậy nè. Anh đâu đưa cái tay vậy nè, cái Ngọc cũng nhìn, Ngọc nhìn qua Ngọc thấy ủa sao này ảnh kỳ ta. Ông bị bệnh gì mà ông ngồi ông cứ đông đưa cái tay vậy nè. Đó, ông đưa ông phải đông chân chứ mà quên cái tay ông để nguyên nhà quên, Ngọc nói lộn. Đó, trời. Chứ Ngọc dịch lộn còn lộn, nó huống nhồi gì mà nói chuyện là lộn là bình thường nha. Thế là tay mình để bình thường vậy nè, cái tay anh để bình thường thì nhưng mà cái chân của ổng thì cứ đung đưa vậy nè. Đến giờ ổng mắc cỡ làm sao đó, ổng muốn nói chuyện mà cái ngộ nha, Ngọc quen cái anh này sao nó muốn nói chuyện nha. Tôi nói giờ lấy xà beng mà nại cái miệng ổng là ổng cũng không nói nữa. Tôi nói ổng ít nói vô cùng luôn. Rồi sau đó là tôi nói Ngọc mới thò tay qua, Ngọc mới nắm cái tay của ổng. Nắm cái tay ổng vậy nè. Cái bắt đầu ổng cũng để nguyên cái nắm luôn. Gặp con gái á nha, gặp con gái á mà nếu mà đàn ông mà nắm cái tay con gái, cái cô gái đó mà không thích cổ dở, cổ tán nó bợp là chết mẹ luôn. Còn cái này á là kêu bằng là mình là con gái, mình chủ động mình nắm tay con trai, trời đàn ông để nắm tu lắm luôn chứ đâu có giật ra làm chi. Thì bắt đầu là Ngọc mới nói anh ơi khoe anh to thế. Đáng lẽ phải là tay anh to thế mà anh này em nói lộn, anh ơi khoe anh to thế. Cái ông quay qua ông giật mình, ông nói trời sao em biết khoe anh to thế. Thì bắt đầu là Ngọc có nói ý quên em nói lộn. Dạ ý em nói là anh ơi tay anh to thế mà em nói lộn là khoai anh to thế. Khoai là phải thử mới biết được khoai to hay nhỏ, chứ giờ mình cầm cái tay thì mình phải nói tay anh to thế, tại vì cái tay của ổng nó to gấp đôi cái tay của mình đó, thử mình mới khen vậy. Rồi đầu ảnh mới cười mỉm mỉm mà nói nhỏ này công nhận nó chưa có nhìn, là nó nhìn sơ sơ bề ngoài là nó biết khoai to rồi, sao em biết hay vậy. Thì bắt đầu là hai đứa bắt đầu là gặp nhau, thì nó tóm lại là mình cũng thấy anh này nó nhút nhát làm sao đó. Rồi cái thông thời quen được có mấy ngày đâu à, cái anh này người ta nói cứ ngồi im gu vậy đó, mình thì cứ nói chuyện qua lo qua la, còn anh này cứ ngồi im vậy riết. Mình thì con gái mà đâu thể nào chủ động trong một tình huống được, đôi khi cũng có những tình huống đàn ông phải chủ động đúng không. Nhưng mà cái này người ta nói mình chủ động riết làm cho mình cảm thấy chán. Rồi cái mình mới nói anh ơi là bây giờ sao em thấy làm như hai đứa mình nó quen nhau cả mấy tuần nay rồi mà thấy anh cứ vậy hoài à, thôi à, không ấy thôi mình chia tay nhau đi, chứ bây giờ đàn ông mà thiếu chủ động trong chuyện đó thì nó cũng làm cho người phụ nữ, ta nói lần đầu làm chuyện ấy, ta nói là lần đầu em đi chơi bạn trai mà em chưa bao giờ phát hiện ra một cái người đàn ông nào mà nó nhút nhát mà nó rụt rè như anh. Cho nên là đối với em cái gu đàn ông của em là phải một người đàn ông cao to lực lưỡng mà phải chủ động trong mọi tình huống nữa, nhất là cái chuyện ấy là người đàn ông nó đừng bao giờ mà rụt rè trước phụ nữ vậy nè, khiến như người phụ nữ cảm thấy là như là mình á là phải làm tất cả mọi thứ như vậy là đâu có được, đàn ông phải chủ động đó. Thì bắt đầu là cái đó là cái bằng là từ đó về sau là hai đứa tao nói là giang nhau ra luôn, không thể nào mà yêu được hết trơn. Trời yêu gì nổi, tao nói cái tính tình mình thì quá là thích những người đàn ông mà phải là mạnh mẽ chủ động, còn cái anh này thì cứ ngồi im gù nghe gương như con gà gù vậy nè. Thôi chia tay đi cho, chứ bây giờ về sống trong một nhà sau này nó phát hiện ra như vậy thì nó sẽ càng dẫn đến những cái điều không mong muốn, ly dị ly hôn nữa. Cho nên là Ngọc quyết định là thôi đường ai nấy đi, và cũng như là từ đó về sau là hai đứa không còn gặp nhau nữa. Thì đây là cái câu chuyện về cái lần đầu làm chuyện ấy của Ngọc, thì cũng khá là vui. Anh ơi khoe anh to thế. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều vì đã lắng nghe cái câu chuyện của em nha. Ngọc Mính chúc mọi người có những một ngày thật là vui vẻ và những cái niềm vui và thật là nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo nha. Bye bye.